Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là tối chủ nhật, chúng ta thay đổi đề tài một chút để giúp cho quý vị có những cái giây phút thư giãn tốt nhất bên gia đình, bên người thân vào tối chủ nhật ngày hôm nay để ngày mai chúng ta có năng lượng để bắt đầu cho một tuần làm việc mới. Chủ đề hôm nay tôi muốn gửi tới quý vị đó là tôi muốn nói về cái sự kiện cựu tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ mới bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 vừa qua đã gây rúng động khi cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt trong lúc ông ta đang phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Pennsylvania. Nghi phạm đã được xác định là Thomas Matthew Croc, 20 tuổi, và ngay sau đó thì nghi phạm này đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Đây cũng là lần đầu tiên một vụ ám sát như vậy xảy ra tại Hoa Kỳ trong vòng hơn 4 thập kỷ qua. Quý vị biết rằng cái chuyện ám sát các lãnh tụ ở trên thế giới đó thì nó không còn phải là cái chuyện hy hữu nữa mà nó đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì quý vị đã biết rằng cho đến nay à, tại Hoa Kỳ có 46 đời Tổng thống thì đã có 12 vị bị ám sát. Và lần này cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt nữa là vị Tổng thống thứ 13 bị ám sát. Và lần này là cái lần ám sát tôi nghĩ rằng nó rất là đặc biệt vì nó đã để lại cho chúng ta hai cái bài học vô giá từ Donald Trump. Quý vị đã biết là sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đang là diễn thuyết được khoảng 10 phút thì có một loạt đạn bay về phía ông. Trong đó có một viên đạn bay xuyệt qua chúng cái vành tai ở bên tay phải và máu ngay lập tức nó chảy đầm đìa trên cái khuôn mặt của cựu tổng thống Donald Trump. Ông Trump lúc đó lập tức được các mật vụ che chắn hộ tống ông rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên thay vì sợ hãi thì ông Trump lại rất bình tĩnh nhìn thẳng vào đám đông đang là ủng hộ mình ở phía dưới và ông tung cái nắm đấm lên trên trời ông hô là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Mời quý vị xem cái hình ảnh này. Và trong khi uh, cựu Tổng thống Donald Trump được an ninh người ta đưa ra khỏi hiện trường thì ông lại liên tục đòi quay lại để lấy chiếc giày đã bị tuột khỏi chân ông trong cái lúc mà hỗn loạn xảy ra, trong lúc mật vụ che chắn cho ông. Mời quý vị xem đây là hình ảnh chiếc giày còn rớt lại trên sân khấu này quý vị. Qua cái vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy có hai cái hình ảnh nổi bật. Cái hình ảnh thứ nhất là hình ảnh ông Donald Trump kiên cường dơ nắm đấm lên không trung với một cái khuôn mặt đầy máu như vậy. Và cái hình ảnh này ngay lập tức được lan tỏa với một cái tốc độ khủng khiếp tốt hơn bất cứ một thứ gì có thể mua được bằng tiền. Và tôi nghĩ rằng đây là cái giây phút vô giá đối với cựu Tổng thống Donald Trump để ghi điểm trong cái con mắt cử tri của ông bởi vì quý vị đã biết rằng trong cái lúc sinh tử như vậy thì ông donald trump vẫn quan tâm đến khán giả ở bên dưới quan tâm đến những gì họ đang thực sự mong muốn và quý vị đã biết rằng trong cái hoàn cảnh như vậy thì đám đông muốn biết rằng vị tổng thống của họ mà họ đang ủng hộ có đứng vững được trong cái nghịch cảnh như vậy hay không và quý vị biết là khi mà mật vụ tìm cách đưa ông ra khỏi vòng nguy hiểm như vậy thì ông đã nói rằng chờ đã, chờ đã, chờ đã, ông lập lại ba lần như vậy và ông ra lệnh cho các mật vụ đang là hối hả để đưa ông ra khỏi sân khấu. Và quý vị biết rằng chỉ có trong vòng 74 giây kể từ khi viên đạn sượt qua tai ông thì các mật vụ đã cố gắng đưa ông đến nơi an toàn. Nhưng mà theo cái bản năng của một người hết lòng vì những cái người ủng hộ ở phía dưới, hết lòng vì đất nước của Donald Trump mà ông đã vùng tay gạt cái vòng vây của các mật vụ ra để cho ông nhìn thấy khán giả và ông hô lớn lên là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu với cái nắm đấm ở trên tay biểu hiện cái sức mạnh, cái uy lực của Tổng thống và như trên hình ảnh thì quý vị thấy đó là cái lá cờ tổ quốc ở phía sau lưng ông Donald Trump tung bay cùng với cái nắm đấm của ông vung lên như vậy càng làm cho ông trở thành một cái người hùng bảo vệ tổ quốc của họ và khi quan sát thì chúng ta thấy là ngay cái lúc đó thì đám đông ở bên dưới reo hò vang dội như đang xem một đấu sĩ một đấu sĩ đứng lên sau cái trận đánh mặc dù cái gương mặt của donald trump đầy máu nhưng hiện lên cái vẻ thách thức dù là dưới chân của ông thiếu đi đôi giày và quý vị đã biết rằng uh, donald trump là một ngôi sao truyền hình thực tế và với cái bản năng đã giúp ông hiểu được cái ý nghĩa quan trọng về mặt hình ảnh và cái biểu tượng của ông trong cái thời khắc đặc biệt này. Trong cái giây phút nguy hiểm đến tính mạng, đến mạng sống của ông như vậy, nhưng cái điều đầu tiên và trên hết đó là Donald Trump vẫn nghĩ về tổ quốc, về đồng bào của mình. Quý vị biết là cái khoảnh khắc này nó chỉ xảy ra trong vòng vài giây thôi. Cho nên là không hề có cái sự sắp xếp ở đây được. Mà ở đây thuộc về cái bản năng có sẵn ở trong đầu của chúng trong trái tim của trung đã dành cho người dân của hoa kỳ đã dành cho tổ quốc của ông bởi vì không còn một cái sự lựa chọn nào khác trong những cái giây phút cắn ngủi này do đó chỉ có được bộc phát ra bằng cái bản chất con người thật dành cho cử tri cũng như là dành cho đất nước ông mới có thể phát ra trong cái thời khắc nhanh chóng và trong cái lúc nguy hiểm đến tính mạng của ông như vậy và quý vị biết rằng đây là một cái hình ảnh vô giá không những đối với Donald Trump mà còn đối với đất nước Hoa Kỳ, họ cần có một vị tổng thống hết lòng vì dân, vì nước, ngay cả trong cái lúc mà đang nguy hiểm đến tính mạng của ông như vậy nữa. Và tôi cũng tin rằng hình ảnh này sẽ chiếm được đa số cử tri sẽ bầu cho ông trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đó là cái hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là cái hình ảnh gây ấn tượng vì một chiếc giày còn rớt lại trên sân khấu. Mời quý vị xem. Quý vị biết rằng sau khi cái tiếng súng của nghi phạm Thomas Matthew Croc vang lên tại Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, các mật vụ họ tràn lên sân khấu và họ đưa cựu Tổng thống Donald Trump nằm sát xuống tạo thành một cái vòng vây để bảo vệ cho Donald Trump bao quanh ông. Và chính trong cái lúc hỗn loạn như vậy, thì ông trump bị tuột mất một chiếc giày ra trên sân khấu mà quý vị đang nhìn thấy đó khi cái tay súng đã bị hạ rồi các mật vụ mới đỡ ông trump ngồi dậy và đưa donald trump rời khỏi sân khấu rời khỏi cái vòng nguy hiểm đó và đưa ông đến cái xe bọc thép đang đậu gần đó họ muốn đưa cái yếu nhân của họ đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt nhưng mà quý vị quan sát thì thấy rằng ông donald trump hết sức bình tĩnh không vội vàng chút nào cái phản ứng đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi đã biết được là mình an toàn rồi là vung cánh tay lên và báo hiệu cho những người ủng hộ ông phía dưới là ông vẫn còn đang an toàn. Tiếp sau đó thì ông ấy tìm lại cái đôi giày của ông ấy đã bị rớt ra khỏi trên sân khấu và ông ấy liên tục lặp lại. Quý vị biết rằng chỉ có trong vòng 9 giây thôi mà ông đã lặp đi lặp lại 4 lần đó là để cho tôi đi giày đã. Quý vị có thể thấy rằng cái hình ảnh đó nó tạo lên một cái phong thái rất điềm tĩnh, chững chạc của một vị tổng thống. Những nhà quan sát thì họ cho rằng cái yêu cầu đòi lấy giày liên tiếp của Trump như vậy đó, nó thể hiện rất nhiều điều về cái tính cách của ông Donald Trump, cho thấy cái bản năng cũng như cái nghệ thuật làm chủ sân khấu của cựu tổng thống trong cái hoàn cảnh sinh tử như vậy. Một bình luận viên của tờ Daily Best thì họ nhận xét rằng Đôi khi ý nghĩa của một chiếc giày đã vượt qua giá trị thật của nó. Những cái hành vi của Donald Trump cho chúng ta thấy Trump là một người làm chủ sân khấu, luôn luôn chú ý đến hình ảnh của bản thân mình dù là trong cái hoàn cảnh hỗn loạn nhất và hơn thế nữa, qua cái việc nhắc đi nhắc lại chiếc giày chứng tỏ rằng mặc dù ông là một tỷ phú, nhưng ông vẫn trân trọng những cái giá trị dù là nhỏ nhất, một chiếc giày thôi quý vị. Bởi vì đó là đồng tiền chân chính của ông, được làm bằng chính sức lực, mồ hôi công sức mới có được. Do đó, qua hình ảnh chiếc giày này, như một lời khẳng định của ông với cử tri rằng ông sẽ không lãng phí bất kỳ một đồng thuế nào của người dân và ông trân trọng từng đồng có thể đem lại những cái giá trị thiết thực cho người dân của họ. Và đây lại là một hình ảnh rất đẹp giúp cho Donald Trump chiếm được nhiều phiếu bầu trong cái cuộc đua vào nhà trắng sắp tới. Thưa quý vị, trên đây chỉ là những cái nhận xét chủ quan. Còn ý kiến các bạn thế nào thì mời quý vị đăng ký kênh và comment ý kiến của quý vị bên dưới video này để cho chúng ta rộng đường dư luận quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.